ngày 19 tháng 11 tại khách sạn của Dubai Wyndham của Hà Nội đã tổ chức Workings, tổ chức kỷ lục Việt Nam thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới. Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam xác nhận là khách sạn có ngoại thất bằng gạch dát vàng với số lượng trang thiết bị nội thất với món ăn đồ uống dát vàng nhiều nhất trên thế giới. Khách sạn được dát vàng ròng từ mặt ngoài cho đến các chi tiết như lan can, phào hay nội thất trong khách sạn như sảnh, nhà vệ sinh, chậu rửa, bồn vệ sinh đều được chủ đầu tư là tập đoàn Hòa Bình dát vàng 24K. Với tổng mức đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, công trình được xây dựng trong hơn 12 tháng và chính thức khai trương vào ngày 2 tháng 7 năm 2020 vừa qua. Đại diện nhà đầu tư cho biết, kỷ lục sẽ là động lực để doanh nghiệp tiếp tục tạo dấu ấn với cơ sở lưu trú trên thị trường, đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với thủ đô sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc. Liên quan về vụ việc tìm kiếm 5 người mất tích dưới hang tại xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng, đội cứu hộ của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV đã khẩn trương tổ chức bố trí trang thiết bị vào hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hộ đến vị trí cách cửa hang khoảng 100m, phát hiện hang bị sập khoảng 6m. Do đường hang bị lấp kín hoàn toàn, các đoạn còn lại có nguy cơ sạt lở cao, nên đội cứu hộ của Tập đoàn TKV đã tạm dừng công tác cứu hộ. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, 5 người dân đều cư trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình dùng dây thừng leo vào hang để tìm kiếm vàng. Trong quá trình leo vào hang, Triệu Kiếm Trìu bị rơi xuống vực sâu chưa rõ tình trạng. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm. Sáng hôm nay 20 tháng 11, gần 1.000 công nhân thuộc công ty cổ phần môi trường đô thị thành phố Đà Nẵng ra quân dọn vệ sinh môi trường dọc các bãi biển, sớm trả lại bãi biển xanh sạch đẹp. Sau các đợt bão lũ, nhiều bãi biển ở thành phố Đà Nẵng bị sạt lở và ngổn ngang với hơn 3.500 tấn rác trôi dạt vào bờ. Từ ngày 19 tháng 11, Đà Nẵng đã huy động lực lượng công nhân, đồng thời thuê 30 xe ben và xe múc, máy ủi tập trung thu gom lượng rác ứ đọng trên dọc các bãi biển Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng. Ngoài ra, các quận huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự, Thành đoàn Đà Nẵng huy động thêm lực lượng cùng tham gia dọn vệ sinh môi trường biển. Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, dự kiến trong 2 ngày tới sẽ hoàn thành thu gom rác tại các bãi biển. Hôm nay 20 tháng 11, dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đã chính thức hoàn thành công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy để cải thiện vệ sinh môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực. Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc nạo vét đã hoàn thành. Hiện tại, phía đơn vị đang kiểm tra xem các yêu cầu về độ sâu, độ rộng sau khi nạo vét đã đúng hay chưa để nghiệm thu. Về số lượng bùn nạo vét, đơn vị này cho biết có phát sinh nhưng không đáng kể so với dự tính ban đầu, khoảng 122.000 mét khối. Dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè bắt đầu dự định chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn dự kiến thực hiện trong 75 ngày. Tuy nhiên, dự án đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Không biết nên buồn hay là buồn cười, nhưng ngày quốc tế nam giới này lại trùng với một ngày kỷ niệm kỳ lạ khác mang tên là ngày Toilet Thế giới, World Toilet Day. Và trùng hợp thay, nó cũng được tổ chức vào ngày 19 tháng 11. Vì cái sự trùng hợp giờ khóc giờ cười này mà không ít cư dân mạng đã phải đặt ra câu hỏi. Tóm lại, hôm nay chúng ta sẽ kỷ niệm ngày quốc tế nam giới hay là ngày Toilet Thế giới đây? Hãy cùng dạo một vòng mạng xã hội ngày hôm nay để xem rằng cư dân mạng đang kỷ niệm ngày này như thế nào.
ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng, biểu tượng vui, bài hát và khẩu hiệu của SEA Games 31 và Paragame 11 tổ chức trao giải cho các tác phẩm đoạt giải. Sau gần 2 năm tổ chức, phát động cuộc thi, ban tổ chức đã nhận được 1.467 bài dự thi, bao gồm biểu trưng logo và biểu tượng mascot. Họa sĩ Ngô Xuân Khôi giành giải nhất với tác phẩm Sao La ở cuộc thi sáng tác biểu tượng vui, mascot. Như vậy, nhân vật chính Sao La đã chính thức được chọn là linh vật của SEA Games 31. Về khẩu hiệu SEA Games 31, sau khi cân nhắc hàng loạt các khẩu hiệu gửi đến dự thi, ngành thể thao đã thống nhất đề xuất vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2020 với chủ đề Siêu sao siêu sale vừa được chính thức khởi động. Ngày hội mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday là chương trình mua sắm trực tuyến lớn nhất Việt Nam do chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì. Online Friday năm nay có sự thay đổi lớn về cách thức doanh nghiệp tham gia thông qua một chương trình chung thống nhất trên toàn quốc là Online Friday 2020 và mua sắm Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng sẽ có sự góp mặt của trên 10.000 website, doanh nghiệp, thương nhân ở nhiều ngành hàng, thúc đẩy tiêu dùng, phát triển thị trường của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. Chính phủ Việt Nam yêu cầu Google và Apple gỡ bỏ trò chơi điện tử game Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bé cấu trúc trên kho ứng dụng, do game này gắn bản đồ có đường lưỡi bò, vi phạm pháp luật Việt Nam. Theo Cục Phát thanh Truyền hình, Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chính phủ Việt Nam đã yêu cầu hai nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới là Google và Apple gỡ bỏ trò chơi điện tử Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bé gấu trúc trên kho ứng dụng Google Play và App Store do game này gắn bản đồ có đường lưỡi bò, vi phạm pháp luật Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 11, Google và Apple đã gỡ bỏ hoàn toàn các game này khỏi các kho ứng dụng. Game Chuyến du lịch vòng quanh thế giới của bé gấu trúc là một trong các game trên kho ứng dụng Thế giới của bé gấu trúc. Đây là game G2, G3, G4 không phép, được công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thông tin Phú Châu, Trung Quốc cung cấp trên các nền tảng xuyên biên giới vào Việt Nam qua các kho ứng dụng của Google và Apple. Gần đây, người dùng Việt Nam phát hiện ra trong game có hình ảnh bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò, vi phạm pháp luật của Việt Nam. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Cục đã rà soát và yêu cầu Google, Apple chặn gỡ game vi phạm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết các tỉnh miền Bắc trong những ngày cuối tuần và tuần tới liên tục đón những đợt không khí lạnh. Dự báo cuối tuần này, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của khối không khí lục địa suy yếu. Trời nhiều mây vào đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 30 độ C. Dự báo trong khoảng ngày 23 đến ngày 24 tháng 11, tức là khoảng đầu tuần tới, phía Bắc có đón một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Sang đến ngày 24, ngày 25 tháng 11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng lan rộng đến Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.